Mới đây ngày 22 tháng 7, trên tờ báo Malik Der, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ PFC là ông Didier Tholot tiếp tục có một buổi trả lời phỏng vấn trước báo giới để nói về những vấn đề cũng như tình hình hiện tại của câu lạc bộ trước khi bắt đầu vào mùa giải mới. Và chắc chắn rồi, những chia sẻ của ông đã thu hút được rất nhiều các độc giả đến từ Việt Nam. Bởi chúng ta đều biết rằng, trong mỗi cuộc trả lời phỏng vấn từ trước cho đến nay, chiến lược gia người Pháp sẽ phải đối mặt với vô số những câu hỏi về Quang Hải và lần này cũng không phải ngoại lệ. Vậy nếu là các bạn tò mò huấn luyện viên Didier Tholot đã nói gì về Nguyễn Quang Hải trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây nhất vào ngày hôm qua, thì hãy cùng biên tập viên Mai Anh Tài tìm hiểu nha. Chắc chắn sẽ không làm quý vị và các bạn cảm thấy thất vọng đâu. Mở đầu buổi phỏng vấn, có câu hỏi đầu tiên mà các phóng viên đến từ nước Pháp dành cho chiến lược gia 58 tuổi, đó là sau 3 tuần gia nhập câu lạc bộ, thì ngôi sao đến từ Việt Nam là Nguyễn Quang Hải đã có những bước chuyển biến gì, cũng như kế hoạch của ông đối với anh ấy là như thế nào? Huấn luyện viên Didier Tholot trả lời: Quang Hải là cầu thủ chỉ vừa gia nhập câu lạc bộ được một thời gian ngắn. Và chắc chắn rồi, một cầu thủ tân binh hiện đang làm quen với môi trường mới và văn hóa cùng với một câu lạc bộ mới, đó không phải là vấn đề đơn giản. Cậu ấy đang có sự thích nghi tốt với đội bóng cũng như để lại được dấu ấn nhất định trong thời gian vừa qua. Vì vậy với tôi, đây là một cầu thủ mang chiến lược dài hạn cho câu lạc bộ. Sau câu trả lời đầu tiên với báo chí, chúng ta có thể thấy rằng ông Tholot vẫn khá thận trọng trong những lời phát biểu của mình. Cũng dễ hiểu thôi, bởi ông không muốn các học trò bị phân tâm với những lời bàn tán bên ngoài sân cỏ. Và đối với Hải cũng vậy. Ông rất muốn Quang Hải dành hết tối đa những sự tập trung cho câu lạc bộ. Bởi chỉ có như vậy thì tiền vệ người Việt Nam mới có thể rút ngắn được quãng thời gian thích nghi của mình với đội bóng và tập trung nhiều hơn về mặt chuyên môn. Ngoài ra, huấn luyện viên Tholot cũng đã ghi nhận được những dấu ấn tích cực của Quang Hải trong quãng thời gian vừa qua. Và chắc chắn rằng ông đã thấy được sự cầu tiến của cầu thủ này từ bên trong và ngoài sân cỏ. Việc Hải thường xuyên ở lại tập thêm 2 tiếng đồng hồ sau buổi tập chính, cùng với đó là chăm chỉ giao tiếp cũng như kết bạn với các đồng đội là điều không chỉ huấn luyện viên Tholot thấy được, mà ngay cả người hâm mộ cũng cảm nhận được điều đó. Một bầu không khí tích cực là điều mà bất kể huấn luyện viên nào cũng muốn có trong đội bóng. Và Quang Hải đã thực sự cho thấy đó là một điểm mạnh của anh. Một nhà không chỉ là một bài hát ý nghĩa mà Quang Hải dành tặng cho các cầu thủ trong đội bóng, mà nó cũng chính là thông điệp mà tiền vệ người Việt Nam muốn hướng tới để giúp các thành viên trong câu lạc bộ xem đội bóng này như một gia đình. Bởi chỉ có sức mạnh đoàn kết mới có thể làm nên một tập thể vững mạnh và lâu bền. Thêm nữa, chiến lược gia người Pháp đã xem Quang Hải như một chiến lược lâu dài với câu lạc bộ. Chắc chắn rồi, bởi không thể nào mà Hải Con có thể ngày 1, ngày 2 có thể tỏa sáng ngay được luôn với câu lạc bộ mới. Bởi trước đó, ông Tholot đã nói rằng với bất kỳ một cầu thủ nào khi bước đến với nền bóng đá tiên tiến hơn thì chắc chắn cầu thủ đó sẽ phải bắt đầu từ con số 0. Cho nên tiền vệ người Việt Nam cũng như vậy. Chính ông Tholot cũng đã nhận thức được tiềm năng của Quang Hải, nhưng đây chưa phải là lúc mà Hải Con có thể phô diễn hết tất cả những bản năng vốn có của mình. Vì vậy ông sẽ cho rằng sẽ cần thêm một quãng thời gian nữa để Quang Hải có thể là chính mình và chơi bóng ở một đẳng cấp cao nhất. Bước sang câu hỏi thứ hai, lần này một nhà báo đã đặt ra một câu hỏi mang tính hàm ý hơn. Abdi có vẻ nổi tiếng ở Canada, cũng như Quang Hải, một ngôi sao thực thụ ở Việt Nam, và ông có suy nghĩ thế nào vì vấn đề này? Sau khi nhận được câu hỏi, huấn luyện viên Didier Tholot đã có một lời đáp trả rất thẳng thắn. Quang Hải đúng là ngôi sao ở Việt Nam, nhưng chúng tôi không ký hợp đồng với cậu ấy vì lý do đó. Quang Hải sẽ phải thích nghi và chúng tôi phải kiên nhẫn với cậu ấy. Leader không giống như giải đấu ở Việt Nam và cậu ấy cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề phức tạp khi sang châu Âu. Nhưng bất luận thế nào, cậu ấy cũng đủ phẩm chất để tạo ra đột biến trong một trận đấu và tạo ra những tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Sau câu trả lời thứ hai, ông Didier Tholot đã có những biểu cảm cho thấy sự bực tức trên khuôn mặt của mình khi ông đã nghĩ rằng cho đến thời điểm hiện tại mà các nhà báo vẫn còn suy nghĩ rằng việc PFC mua Quang Hải chỉ là bản hợp đồng mang tính chất thương mại. Cho nên, ông cũng nói thêm và khẳng định một lần cuối rằng chúng tôi mua Quang Hải hoàn toàn vì chuyên môn và chưa từng để ý đến những gì mà anh ta làm được trên mạng xã hội. Đây là câu trả lời chắc nịch của chiến lược gia người Pháp và ông sẽ không muốn thấy những câu hỏi nào có chủ đề như thế xuất hiện bất kỳ thêm một lần nào nữa trong những buổi trả lời phỏng vấn tiếp theo. Nhưng bỏ qua những sự bực tức của huấn luyện viên Tholot, chúng ta hãy để ý những gì mà chiến lược gia 58 tuổi vừa nói khi ông đã khẳng định một điều mà những huấn luyện viên cũ trước đây của những cầu thủ như là Văn Hậu, Công Phượng hay Xuân Trường trong lúc xuất ngoại không làm được. Bởi không có bất kỳ một huấn luyện viên nào dám khẳng định với báo chí rằng đó không phải là một bản hợp đồng thương mại. Cho nên với màn phân trần vừa rồi của huấn luyện viên Tholot, thì những cổ động viên bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng đây là một bản hợp đồng hoàn toàn nằm ở vấn đề chuyên môn. Và ông cũng cho rằng khi bắt đầu mùa giải mới, Quang Hải sẽ là một trong những quân bài quan trọng của ông theo cách vận hành lối chơi, khi ông thực sự cần một cầu thủ khéo léo và tạo được đột biến cao như tiền vệ người Việt Nam. Có thể Quang Hải sẽ không được ra sân thường xuyên trong quãng thời gian đầu, nhưng việc có mặt trên sân ở 25 cho đến 30 phút cuối cùng của trận đấu là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và từ từ Hải Con sẽ dần làm quen với nhịp độ cũng như là môi trường bóng đá ở Ligue 1. Như chúng ta đã nói ở phần trước, chúng ta không thể nào kỳ vọng Quang Hải có thể tỏa sáng ngay vào thời điểm này được.
bởi đây là một thời điểm chưa thực sự thích hợp để nghĩ đến điều đó. Cho nên các cổ động viên Việt Nam hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi và đừng áp đặt bất cứ điều gì lên câu lạc bộ PUFC cả. Vì chính sự áp đặt đó của các bạn đôi khi sẽ là một bước cản trở lớn trong hành trình xuất ngoại của Quang Hải. Và một câu hỏi nữa cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam thực sự cảm thấy hoang mang khi một phóng viên có hỏi rằng kế hoạch tiếp theo của PUFC trên thị trường chuyển nhượng là gì? Chúng tôi chắc chắn đang thiếu hai cầu thủ tấn công, cụ thể là hai cầu thủ chạy cánh có thực lực. Tôi muốn cầu thủ có tốc độ để tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Nếu có cầu thủ đạt tiêu chí đó, tôi sẽ tuyển mộ ngay. Chắc chắn rồi, bất kỳ một huấn luyện viên nào cũng muốn cho trong đội hình mình sẽ có một sự cạnh tranh sòng phẳng với nhau. Đó là điều giúp cho đội bóng ngày càng đi lên. Với huấn luyện viên Tholot cũng vậy, ông cũng muốn có nhiều nhân sự chất lượng cho đội hình. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Quang Hải sẽ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh hơn nữa trong suất đá chính tại Leader mùa sau. Nhưng đó có là ai chăng nữa, Quang Hải vẫn sẽ biết cách để gây ấn tượng với ban huấn luyện. Cùng với đó là việc tiền vệ người Việt Nam có thể chơi nhiều vị trí ở trên sân. Cho nên tính đến thời điểm hiện tại, cho dù có bất kỳ tân binh nào xuất hiện trong đội hình, thì theo chúng tôi, tỷ lệ cạnh tranh vẫn là 50-50. Bởi cho đến thời điểm này, Quang Hải đã cho thấy anh có một sự thích nghi tuyệt vời với câu lạc bộ và những con số thống kê hoàn toàn ăn đứt so với các tân binh vừa chuyển đến PUFC. Vì vậy, với lợi thế của mình, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng sẽ không có bất kỳ cầu thủ nào làm khó được Hải Con trong hành trình bước ra ánh sáng của tiền vệ người Việt Nam ở châu Âu. Trong những câu trả lời vừa rồi của huấn luyện viên trưởng Didier Tholot, chúng ta có thể thấy được mọi chuyện sẽ không hề đơn giản với Nguyễn Quang Hải trong chuyến xuất ngoại lần này. Nhưng với tâm thế của một cầu thủ được xem là có phẩm chất ngôi sao, thì chắc chắn rằng Quang Hải sẽ biết cách vượt qua những khó khăn, những thử thách gian nan ở phía trước. Và chúng ta hãy nhớ rằng vào tối ngày hôm nay 22 giờ, Nguyễn Quang Hải sẽ cùng chúng ta sẽ có một trận đấu quan trọng của câu lạc bộ New York. Đây được xem là một thời cơ không thể tốt hơn để Hải Con có thể tỏa sáng và chiếm được niềm tin của ông thầy người Pháp trước khi bắt đầu mùa giải mới sau đây một tuần. Và đó là tất cả những gì có trong video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe channel Bình Luận Viên Mai Anh Tài nha. Và nhớ cứ để lại bình luận của bạn ở bên dưới về việc Nguyễn Quang Hải có thể đá chính được ở PUFC hay không. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.